Nguyễn Văn Đài tổ chức đại hội, chiếm lại quyền điều hành Hội Anh em Dân chủ như thế nào? Vừa chân ướt chân ráo đến Đức, Nguyễn Văn Đài đã ráo riết đòi lại quyền sáng lập và điều hành tổ chức Hội Anh em Dân chủ sau gần 3 năm chăn kiến trong tù. Không rõ tổ chức này màu mỡ đến cỡ nào mà Đài phải rắp tâm và vội vàng đến nỗi đám đàn em trong nước phản ứng gay gắt, và hiện Hội Anh em Dân chủ đứng trên bờ vực ly khai nội ngoại đến vậy. Qua phản ứng của đám đàn em, vì những gì chính Nguyễn Văn Đài đang trình diễn trên Facebook và cái fanpage lập vội có tên Hội Anh em Dân chủ tại Cộng hòa Liên bang Đức và Âu Châu có thể tạm hiểu như sau. Đài vốn là người sáng lập ra tổ chức này cùng với Phạm Văn Trội, nhưng hoạt động hơn 2 năm thì Đài nhập kho lần hai. Sau năm tù tuốt nuốt cho đến khi kéo cả ekip điều hành vô chung với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Thời gian Đài nằm tù, Hội Anh em Dân chủ dưới sự bảo trợ của chị Hà Đông Xuyến, Ủy viên Trung ương Việt Tân, vẫn tiếp tục duy trì bí mật, đã đại hội nhiều lần, thay đổi một số lần ban điều hành hoàn toàn mới. Tất nhiên, Đài không còn bất cứ chân nào trong đó. Ra tù, không rõ Đài thương thuyết với ban điều hành hay ban đại diện hiện nay thế nào. Có lẽ Đài nằm tù quá lâu, giờ lại thành Việt kiều yêu nước, nên dẫn đến mâu thuẫn với đám hậu sinh đang ẩn danh bí mật điều hành tổ chức này. Ngay lập tức, Đài đòi tổ chức đại hội để bầu ra một ban điều hành mới, trong khi ban điều hành hiện thời chưa hết nhiệm kỳ. Nguyễn Thúy Quỳnh, với tư cách là phát ngôn viên Hội Anh em Dân chủ, lập tức ra tuyên bố tất cả các trang, nhóm mang danh Hội Anh em Dân chủ khác không phải là website, fanpage mà cô đang nắm quyền quản trị và đều là giả mạo hoặc không liên quan đến Hội Anh em Dân chủ. Nguyễn Văn Đài với ưu thế là sáng lập viên, đang nắm giữ một đội hình nhà đấu tranh dân chủ lưu vong, lập tức chơi trò trưng cầu dân ý, mời tất cả các fan của mình vào bỏ phiếu cho việc bầu cử ban điều hành mới của Hội Anh em Dân chủ trên fanpage Hội Anh em Dân chủ tại Cộng hòa Liên bang Đức và Âu Châu do Đài điều hành, và tất nhiên chiếm đa số thắng lợi. Sau đó mấy ngày, người ta thấy Đài loan báo kết quả đại hội với ban lãnh đạo mới, trong đó tất nhiên có Đài điều hành. Tất cả các bộ sậu cũ trong nước đều không có một ai. Rồi Đài ra thông báo với tất cả các trang cũ của Hội Anh em Dân chủ trả lại cho ban điều hành mới và là chiếm quyền và sẽ đi lập các trang khác, đồng thời sẽ họp ban điều hành và tổ chức mới để soạn thảo lại nội quy hoạt động mới cho tổ chức. Trong cuộc chiến tranh giành quyền điều hành Hội Anh em Dân chủ này, chắc bà Hà Đông Xuyến phải bó gối ngồi nhìn các đàn em chia năm xẻ bảy. Không rõ tổ chức này có gì màu mỡ mà Đài quyết giành lại cho bằng được, bất chấp đoạn tình nghĩa, thể hiện sự độc tài với đám quốc nội, trong khi khá nhiều đồng bọn khuyên Đài nên lập tổ chức khác. Có lẽ dự án Hội Anh em Dân chủ được cấp đặc quỹ nào đó khiến Đài không thể dứt ra được. Theo nguồn tin ngoài lề được biết, đám đàn em của Đài vẫn còn đang cay cú vì Đài biển thủ hàng trăm ngàn đô la tiền tài trợ cho Hội Anh em Dân chủ. Việc công an khám nhà, tịch thu mới chỉ là một phần của khoản tiền này và hiện Đài vẫn chưa thể giải thích được. Phải chăng đây mới là cái nguyên nhân chính khiến Đài sống chết giành lại bằng được quyền điều hành Hội Anh em Dân chủ để giải ngân, giải trình số tiền đã bị biển thủ cho quỹ quốc tế nào đó? Kẻ đứng sau phải bứng Đài ra khỏi nhà tù càng nhanh càng tốt cho họ kết toán thu chi.